Các đồng chí và các bạn, ngày mùng 10 tháng 10 năm 2019, báo Quân đội nhân dân hàng ngày đã đăng bài viết Cảnh giác với bệnh công thần và kiêu ngạo cộng sản. Ngay sau khi bài viết được đăng tải, tòa soạn đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhiều độc giả. Các ý kiến phản hồi về tòa soạn cho rằng phải đấu tranh kiên quyết với hiện tượng công thần, kiêu ngạo cộng sản bằng những phương thuốc đặc trị, đồng thời cũng khẳng định những lời nói, việc làm sai trái của cá nhân mắc bệnh công thần, kiêu ngạo cộng sản ấy không thể làm thay đổi niềm tin cậy, yêu mến của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân ta với đảng, nhà nước, quân đội. Báo Quân đội Nhân dân xin trích một số ý kiến của bạn bí thư tri bộ 16A Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Năm nay đã hơn 60 tuổi, là đảng viên hơn 30 năm tuổi đảng. Bà và những người trong tri bộ của mình tuyệt đối tin tưởng vào đường lối, chính sách của đảng, nhà nước, luôn bình tĩnh, lắng nghe và theo dõi tình hình thời sự của đất nước, quân đội, Bà Hương cho rằng bài viết về bệnh công thần kiêu ngạo của báo Quân đội Nhân dân rất kịp thời, rất hay, bà Hương khẳng định: Quân đội ta hiện nay ngày càng phát triển, ngày càng chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại. Chúng tôi luôn tin tưởng các đồng chí lãnh đạo của Đảng và của Quân đội. Các đồng chí đã nhận trọng trách trước Đảng và nhân dân, thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh nhiều thuận lợi nhưng thực sự cũng nhiều khó khăn đặc thù so với đánh địch ngày xưa. Làm sao để hài hòa giữa phát triển với bảo vệ vững chắc Tổ quốc và để quân đội phát triển hùng mạnh? vừa giữ vững độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, vừa giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước. Gần đây khi có clip một cựu chiến binh nói về tình hình biển đảo gây sự chú ý của dư luận, không ít đồng chí trong tri bộ đã gặp và hỏi tôi. Tri bộ mời một báo cáo viên của tạp chí tuyên giáo đến nói chuyện giúp sáng tỏ nhiều vấn đề. Qua đó chúng tôi càng bức xúc và phê phán vị cán bộ phát ngôn thiếu trách nhiệm trong clip. Là một cán bộ cấp cao nghỉ hưu, sao lại tùy tiện đánh giá sai về những đồng chí tiếp bước mình để bảo vệ nền độc lập của dân tộc? lẽ ra họ phải đủ bản lĩnh chính trị để nhận thức tình hình thời cuộc. Những người như vậy khi phê phán tùy tiện người khác có nghĩ đến việc trong một giai đoạn lịch sử nhất định nếu không có cả một cộng đồng hoặc có sự ưu ái tôn vinh thì họ có ngày hôm nay có được hưởng vinh quang đó không? Họ đang dùng chính những gì đất nước, tổ quốc, quân đội mang đến cho họ, một sự ưu đãi hơn rất nhiều để rồi phán xét bịa đặt. Chúng tôi không đồng tình, đó là việc làm không xứng tầm, đáng phê phán đối với một người từng được tôn vinh. Đọc bài cảnh giác với bệnh công thần và kiêu ngạo cộng sản đăng trên báo Quân đội Nhân dân. Ông Nguyễn Văn Lễ, xã Thành Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, hoàn ngành báo Quân đội Nhân dân đã mạnh dạn chỉ ra căn bệnh đáng lo ngại hiện nay. Căn bệnh này không phải bây giờ mới phát sinh, nó đã xuất hiện từ lâu, nhưng nay xuất hiện ở một số cán bộ, trong đó có những người đã nghỉ hưu. Họ tự cho mình cái quyền phát ngôn tùy tiện, bỏ ngoài tai sự góp ý của đồng đội mới đây tôi được nghe một số cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu phán xét lịch sử một cách hồ đồ vô trách nhiệm coi mình như một vĩ nhân để phán xét những vấn đề sự kiện quan trọng của đất nước trên mạng xã hội có clip một người phán xét tùy tiện chê bai lãnh đạo bộ quốc phòng công tác đối ngoại quốc phòng nhưng thông tin lại không đúng sự thật là cựu chiến binh là người từng làm lãnh đạo chỉ huy sao lại đổi trắng thay đen nói những tướng lĩnh từng kinh qua trận mạc tham gia các cuộc chiến tranh nay giữ những trọng trách là không qua chiến đấu không hiểu quân sự tung tin bịa đặt như vậy nhằm mục đích gì rồi lại còn nói sẽ dẫn đầu nhóm người tụ tập thì có khác gì kích động gây dối. Đó không phải là cách hành xử đúng đắn của người cán bộ đảng viên. Sự lộng ngôn, xem thường kỷ cương, phép nước, xuyên tạc sự hy sinh, mất mát của đồng đội, của đồng bào, chiến sĩ là một tội lỗi không thể tha thứ. Nhiều người đặt câu hỏi khi còn đương chức, đương quyền, tại sao họ không hề phát biểu nêu chính kiến, chỉ đến khi về hưu họ mới lộng ngôn, nói năng tùy tiện, phán xét lung tung. Là một thương binh từng công hiến máu xương vì độc lập tự do của Tổ quốc, tôi rất bất bình với những người như vậy những cán bộ dù nghỉ hưu hay còn đương chức khi nói gì, làm gì phải nghĩ đến lợi ích quốc gia, dân tộc, nghĩ đến cái chung. Bản chất của người cộng sản là khiêm tốn, đặt cái chung lên trên cái riêng, góp ý phê bình phải công tâm, chớ nên kiêu ngạo, hãy biết mình là ai để có hành động đúng đắn, giữ gìn thanh danh, uy tín người cán bộ của Đảng, của quân đội anh hùng. Đó là những ý kiến phản ánh tâm huyết, đầy sức thuyết phục của những tướng lĩnh đã và đang công tác trong quân đội cũng như cảm nhận của người dân khi đọc bài viết cảnh giác với bệnh công thần và kiêu ngạo cộng sản, đăng trên báo của đội nhân dân hàng ngày, số ra ngày mùng 10 tháng 10 năm 2019.